em nhớ có hai điểm mà em được học trước khi mà em trình diễn. Cái thứ nhất là lúc mà lên sân khấu có một mình thôi, không ai đuổi mình xuống được. Thời gian trên sân khấu là của mình, ánh sáng và mọi thứ trên sân khấu là của mình và khán giả đang nhìn mình. Cái thứ hai là nếu mà mình chưa làm được thì cứ fake it till you make it. Cái này là anh Hoàng dạy tiên, mình cứ nghĩ là mình làm được thì dần dần mình sẽ được. Bây giờ chúng ta có thể chia sẻ được với nhau xem rằng là cái áp lực của tụi em bây giờ đang như thế nào được không? Chị xin mời Thủy Bùi nào. Dạ, em chào chị Thu Phương, chào Thủy Tiên. Thì ngày hôm qua là một ngày rất là áp lực, không chỉ với em mà em nghĩ rằng đối với tất cả các thí sinh ở đây. Và nó cũng là một cái bài học rất lớn để giúp cho chúng em trưởng thành hơn rất nhiều. Năm nay chúng ta bước vào một kỷ nguyên mới, một mùa rất là khác. Chị muốn chúng ta sẽ nói với những cái giá trị thật, không dùng những cái từ sáo rỗng, dùng những câu chữ nó cứ chung chung nữa, đúng chưa? Chúng ta rõ ràng đi vào vấn đề. Áp lực cụ thể của em là gì? Thưa chị, thì riêng em, áp lực lớn nhất đối với em đó chính là khi mà mình chia sẻ những cái quan điểm của mình. Trải qua một năm là mình đã lớn hơn rồi, mà khi quay trở lại lại càng áp lực hơn nữa. Gọi là mình không ngại sai, mình không ngại xấu thì mình mới có thể phát triển được, được chưa? Thì chỉ cần các em đón nhận nó và hành động như thế thôi thì chắc chắn cái bước này của tụi em nó sẽ chân thực hơn, nó giá trị hơn. Đừng có cố hoa mỹ quá làm gì hết. Khi tụi em thay đổi cái quan điểm của tụi em về một cái vấn đề thì kết quả nó sẽ thay đổi. Thì chị muốn đầu tiên là chúng ta sẽ phân loại, chúng ta giơ tay lên, mình tự phân loại mình là mình nhóm mới, là người mới hoàn toàn. Mình sẽ cần có thêm những cái kỹ năng, và một cái nhóm mà mình đã có kỹ năng rồi, mình cần có một cái những cái thử thách để mà mình được thử thách chính bản thân mình. Thì đầu tiên chị muốn tụi em giơ tay tự thú trước bình minh cái đã. Nào, nhóm tự đánh giá nào, đang giơ tay là mình mạnh hay mình yếu đấy em? Yếu. Được, 10 điểm cho sự trung thực này. Và việc chia ra nhóm mạnh và nhóm yếu để cho các bạn đồng đều hơn trong góc độ hình ảnh, đó là một cái sự mà Phương rất là rõ ràng để các bạn cũng hiểu được mình mạnh ở đâu, mình yếu ở đâu. Và trên góc độ đánh giá chấm điểm của Phương á, thì Phương sẽ dựa thêm cái sự mà phát triển của bạn, cái sự chinh phục bản thân của bạn. Bởi vì đây là hành trình của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Tôi luyện nên tôi. Nhóm mầm non thì sẽ được nhẹ nhàng và thư thả hơn một chút. Còn cái nhóm mà tự tin thế này rồi thì lát hồi mình sẽ tăng thêm những cái thử thách nha. Và khi mà các em kiểm soát được cái khung xương của mình rồi thì các em sẽ cần phải kiểm soát hơi thở. Mình càng hít thở, mình càng đẩy thì cái người của mình nó sẽ càng săn, càng siết. Không phải là mình đứng trước máy quay mình mới bắt đầu mình thực hiện cái dáng đó, mà hãy biến nó thành một cái phản xạ tự nhiên. Điều này nó đòi hỏi các bạn phải giữ nó trong đầu và tập nó thường xuyên để nó thành một cái thói quen. Và bây giờ Á hậu Thủy Tiên sẽ thị phạm cho các em xem. Em nhớ có hai điểm mà em được học trước khi mà em trình diễn. Cái thứ nhất là lúc mà lên sân khấu có một mình thôi, không ai đuổi mình xuống được. Thời gian trên sân khấu là của mình, ánh sáng và mọi thứ trên sân khấu là của mình và khán giả đang nhìn mình. Cái thứ hai là nếu mà mình chưa làm được thì cứ fake it till you make it. Cái này là anh Hoàng dạy tiên, mình cứ nghĩ là mình làm được thì dần dần mình sẽ được. Và em nghĩ là chắc là mọi người cũng đang rất là trông chờ vào phần thị phạm của chị Vũ Thu Phương, đúng không ạ? Ok thôi, nhạc nào quá thôi. Wow, tại sao có thể đẹp đến như vậy? Ánh nhìn của mọi người cứ tập trung. Wow, sáng quá, đẹp quá. Mình chỉ biết thốt ra hai từ: các chị quá đẹp, các chị quá chuyên nghiệp. Nên đó là cái động lực của mình để mình cố gắng nhiều hơn, để mình có thể có những bước catwalk, những cái thần thái giống như các chị. Các em cảm thấy nhạc nó khác, lửa nó khác không? Đừng bao giờ theo lối mòn, đừng bao giờ theo công thức quá mức. Bây giờ chị xin ba bạn kết quốc giỏi: Bảo Ngọc, Cao Thiên Trang và Thúy Hằng. Bây giờ cho Tiên mời thêm hai người nữa: Xuân Hạnh, Hoàng Nhung.
Cảm xúc của em khi được chọn là em cảm thấy vui. Tại vì thực ra em cũng muốn tham gia nhưng em không dám giơ tay. Em cảm ơn chị Thủy Tiên vì đã chọn em để em có thể được học hỏi hơn rất là nhiều. Rồi, team này là team mạnh đó đúng không? Rồi mạnh dữ chưa? Đồng đội dữ chưa? Mạnh ai nấy đi. Hả? Mạnh ai nấy walk, mạnh ai nấy đi. Mạnh ai nấy cảm. Mạnh ai nấy xoay. Trời ơi. Thế nên bây giờ tụi em sẽ có 30 giây để bàn lại xem các em sẽ làm như nào để cái phần trình diễn của các em tốt hơn. Năng lượng hơn. Stronger. Yes. Bùng cháy lên. Bikini lên cho chị. Trước đó cả lớp đã được học một khóa huấn luyện catwalk thì cảm thấy rất là vui bởi vì là được sự chỉ dẫn của các chị. Từ đó thì em cũng như là tất cả mọi người cảm thấy tự tin hơn và thêm rất là nhiều động lực để có thể chinh chiến. Mình sẽ nhìn thấy cái phong cách trình diễn cá nhân của mỗi một người nó khác nhau trên một cái nền nhạc. Và đâu đó chúng ta vẫn có một cái sự bỡ ngỡ khi mà có bước chân nhanh, bước chân chậm, không sao hết. Cái quan trọng là mình nhanh chóng lấy lại nhịp cho mình. Mình cảm được các bạn để làm sao mà mình lấy lại được cái sự đồng đều nhất có thể. Thì lúc đó cái phần trình diễn của mình sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ là sẽ mời thêm 5 bạn tiếp theo. Đúng, thử thách 5 đội còn lại. Bây giờ mầm non à. Cho chị 5 ứng cử viên mầm non. Rồi. Khi mà đi catwalk lần đầu tiên thì lúc đó Thủy đã không giơ tay. Lúc đó là Thủy cảm thấy mình chưa có đủ năng lượng để tốt nhất. Tới lần thứ 2, thứ 3 thì Thủy đã cố gắng giơ tay rất là nhiều. Bởi vì kiểu cảm thấy cứ có âm nhạc là có năng lượng, là bắt đầu là xung phong nhiệt liệt luôn, nhưng mà không được mời. Pausing. Walk. Rất là rõ ràng. Pausing. Ok. Pausing. Walk. Yes. Năng lượng hơn. Nhạc chảy vào tim. Vào hông. Yes. Đi thẳng hàng. Quay. Về chỗ. Gồng nhiều quá, cứng nhiều quá trong tất cả mọi thứ. Mình cứ cố chen lấn hay là mình cứ cố gọi là ganh đua trong từng cái cảm xúc. Không. Làm ơn thay đổi cái đó cho chị. Thần thái của mình á, đôi khi mặt lạnh cũng đẹp, nhưng mà tùy theo nhạc. Ví dụ nhạc áo dài đang rất là mới, đang rất là fresh thì mình mặt lạnh nó không đẹp. Và quan trọng là hoa hậu thì cần nụ cười, cho nên là những lúc cần cười thì mình nên cười để tạo thiện cảm với khán giả. Cơ thể cũng vậy nha. Ví dụ như mình có xoay á, xoay người trước xong rồi đầu mới thả và ánh mắt mới thả về. Còn nếu mình xoay cùng lúc thì nó mất cái yếu tố trình diễn, nó mất cái thần thái cho mình. Thử thách ngày hôm nay chắc chắn sẽ khó hơn như là ở trên lớp mà mình đang tập luyện với nhau. Nhưng mà hãy giữ một cái năng lượng tích cực và bung xõa hết mình. Mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng! Cố lên! Chúng ta cần phải đẹp một cách tự nhiên cá nhân, nhưng chúng ta cần phải mang lại cái đẹp chung cho cả một nhóm nữa. Đây là một việc không hề đơn giản một tí nào hết. Chị biết việc này rất là khó, nhưng chị vẫn chúc cho tất cả các em tự tin bản lĩnh, chinh phục chính cái khoảnh khắc này để chúng ta sẽ trở thành phiên bản đẹp nhất của chính thời điểm này. Mong rằng tất cả những cô gái đã bước vào ngôi nhà Hoàng Vũ cũng sẽ tỏa sáng. Và khi bước ra khỏi ngôi nhà Hoàng Vũ này, các bạn sẽ là một phiên bản mới tốt hơn.